Hello, what's up 500 anh em. Đi hai pin cái đồng hồ, cái gờ sóc của mình nó bị hết pin này. Nay trời tự nhiên âm u rồi, nãy mưa luôn chứ. Ngộ nghỉnh thiệt. Đường này mấy thanh niên buổi tối hay là đem xe ra dợt lắm rồi. Nó thẳng một đường một. Đẹp quá trời mà. Trời, dạo này là có mấy cái xe tập lái vô đây tập xe. Chù cha, đừng có lủi vô con nha mấy cha. Dạo này lên giá quá, 30.000 một lít rồi. Cứ cái ngà ví dụ này nè, cứ tiếp tục kiểu này hoài. Dắt mốt hãy đi xe điện, đổi không làm mô tô vlog nữa, làm xe điện vlog. Tiền đâu nữa đủ xăng. Rồi cũng hên á, cũng hên là nhà mình gần với chỗ làm á, đi nó đỡ nữa. Nhà mình quận 7 nè, đi qua bên chỗ làm là quận 5. Đi gần xịt à. Không thôi là đi làm lương tháng nhiều đổ vô tiền xăng hết. Lúc đó là thiệt luôn, mình đi xe điện mình đi làm thiệt luôn. Hôm nay mình thử một cái bộ filter mới. Bộ filter cho cái con GoPro của mình á. Có tên là filter ND, filter ND á. Thì đại loại là giống như là cái kính râm của mình vậy các bạn. Nghĩa là ví dụ như trời nắng quá các bạn đeo kính râm vào. Ở cái filter này cũng vậy. Nó là một cái kính lọc màu tối, màu xám, là để làm cho giảm cái lượng ánh sáng của ở ngoài á, nó lọt vô GoPro. Nói chung là nó sẽ làm cho tối lại đó. Mục đích để làm chi? Là để cho GoPro nó điều chỉnh cái tốc độ màn chập xuống á. Đó, đó, thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng blur blur nhẹ. Đó, các bạn nhìn trên đường ha. Các bạn có để ý là blur blur, cái mờ mờ, blur nó mờ mờ á. Quên, quen đọc tiếng Anh. À, có gì để mình chụp lại một cái tấm hình thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn cái hiệu ứng blur blur đó là sao ha. Thì nó làm cho cái khung cảnh xung quanh nó bị nhòe nhòe đi chút xíu á, thì nói chung là nó sẽ làm cho cái thước phim của mình nó cuốn hút hơn, cái video nó cuốn hút hơn, nhìn đẹp hơn chút xíu, nhìn có vẻ như là tốc độ hơn chút xíu. Nó giống như một cái hiệu ứng nha. Thì những cái này á, là của các anh YouTuber nước ngoài, người ta làm, người ta hướng dẫn. Trời âm u quá. Cái filter này mà quay hôm nào trời nắng nó mới đẹp. Chứ trời âm u không có đẹp cho lắm. Đang nắng quá trời nắng luôn, tự nhiên cái mưa. Đụng đây xe cộ đông dữ ta. Nay làm gì kẹt xe đây. Ủa nãy giờ có quay không trời? À có. Tưởng đâu nói lảm nhảm từ nãy giờ. Quên bấm quay. Bị hoài luôn các bạn. Đôi khi á bị cái gì vậy? Tưởng đâu là đang quay, nói lảm nhảm cầu 4-5 cây số luôn, đã rút cuộc lòi ra là chưa quay. Trời mé nó tức, xong phim là phải quay ngược lại từ đầu. Thôi bỏ đi anh trai ơi, nhìn cái gì. Chạy đi nào.
chung đèn đỏ mà bạn nào mà không quẹo phải thì thôi mình đậu qua bên kia để cho những người nào ta cần quẹo phải thì quẹo, chứ đậu che hết những ai muốn quẹo phải không có quẹo được. Nó chẳng hạn như vậy nè, đậu dở dở luôn, bố ai quẹo cho được. Một tuần qua là mình hơi bực bội một chút xíu, tại vì nói chung là làm cái gì nó cũng mắc xương chứ. Nhưng mà cuối cùng thì cũng xong, giải quyết được hết. Nói chung làm không có được trọn vẹn, hơi bực bội. Đi xách đồ đi quay vlog thì bị hư file. Về hư file hết tất cả các file âm thanh luôn, không có sử dụng được, bỏ hết 30+ GB video. Còn cái Playcam thì hôm nay mình test cái tính năng mới á, mà test hoài không được. Hóa ra mình đăng lên group mình hỏi thì có mấy bạn mới chỉ mình là phải chỉnh lại cái thông số kia. Là mình cứ hả 3 ngày luôn á, liên tục cứ lôi ra test, test hoài không được. Thì cuối cùng cũng đã xong rồi. Được rồi, mừng quá. Rồi cái hôm mà mình đi quay cái file kia mà mình nãy mình nói mình bị hư á, hư file á. Đó là ngày đó đi quay là ăn nguyên một bãi nước miếng của ông nội kia ở xe ăn trước. Nếu bạn nào mà có cái bạn Facebook của mình thấy mình đăng đó, mình khá là bực bội luôn. Để mình để cái video đó lên trên đây ha. Mà nó hư âm thanh rồi, nó hư cái file âm thanh rồi, không có tiếng. Cái filter lên cái con GoPro của mình á, các bạn thấy trời má, trời ơi, dịch bệnh rồi. Rồi thêm cái nữa, nay chuẩn bị xách GoPro ra đi quay thì bật gắn vô gãy cái ngạm GoPro, đúng cây. Ngày gì xui kinh. Rồi bây giờ là mình đang gắn cái con GoPro là nó chịu có một cái ngạm rồi. Mình thấy cũng còn chắc không sao. Thôi về rồi sửa. Chứ cũng tới giờ mình đi rồi chứ ngồi đó mà canh chỉnh lại góc nữa. Cực lắm nha, kiểu mỗi lần mà mình thay cái ngạm này kia hay mình làm cái gì mình đổi góc này kia là canh chỉnh rất là cực luôn. Đó, canh chỉnh dữ lắm nó mới ra được cái góc như vậy. Hồi đó mình cũng tưởng dễ gắn lên và bật ra, ai ngờ lúc đó thì trời nhiều quá không thấy cái đồng hồ, rồi trời đụng ngựa. Còn lúc đó thì thấy cái đồng hồ không thấy bầu trời. Rồi có hôm đi quay video thì quên chỉnh cái góc lại. Nếu để thấy được vậy thì phải là góc super wide, super view chứ. Nhiều hôm ví dụ mình quay một cái gì đó mình đang để ở góc wide hay là góc linear là quên chỉnh lại cái trước khi đi, quên kiểm tra, bật bấm quay luôn, quay về không thấy khỉ gì hết, nó hẹp còn có chút xíu. Xe buýt 2 tầng nè, xe buýt chở đi tour tham quan thành phố. Lâu quá không có sắp xếp thời gian được đi tour. Rồi hôm nào rảnh rủ tụi bạn mình đi đâu đó chơi. Cũng lâu rồi chưa đi đâu chứ. Hồi Tết tới giờ đi Đà Lạt về tới giờ. Nếu gần đi 2 ngày thì có thể là Phan Thiết. Ra chơi đổi không khí. Vũng Tàu thì đi nhiều rồi, chán rồi. Có nhiều bạn bảo sao GoPro quay đêm xấu quá. Đúng rồi các bạn, GoPro quay muốn đẹp á là hôm nào phải trời nắng á. Chứ nội mà nó như hôm nay mà trời sấm xịt kiểu này cũng đã xấu rồi chứ đừng có đợi tới ban đêm. Đây Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm. Hồi đó mình có đi nghĩa vụ quân sự á, lên đây hoài. Cái con gờ sóc này nó bền lắm nha. Mình thích nó ở chỗ nó rất là bền luôn.
đi tắm biển này kia hay là đi bơi lội gì mình không có cần tháo ra gì hết, cứ để vậy mà chiến thôi, nhảy xuống đùng 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 mấy năm trời rồi không hư. Cái con cờ sóc này là của cái chiếc Winner V1 á, cái đợt mà Honda tung cái chương trình khuyến mãi ra mua xe tặng đồng hồ á, không biết các bạn nào nhớ không ta, thời Winner V1 kìa, hồi đó đúng lời luôn ha. Rồi vô tình làm cho mấy cái đồng hồ G-Shock đó, nó xuất hiện thêm một cái dòng đồng hồ mới, đó chính là đồng hồ theo xe, đồng hồ tặng xe. Đó là những cái, nói chung là những cái nào á, những cái đồng hồ nào mà được mua xe được tặng á, là đằng sau nó sẽ khắc một cái chữ là Winner đó, thì những cái đồng hồ đó sẽ bị có cái giá khá là rẻ. Chiếc này mình mua có 1,5 triệu à, trong khi đó nếu như không có chữ Winner đó mà lên trên web á là nó tới 3,5 triệu. Thằng cờ sóc này thiết kế á, thì nói chung là nhìn nó sẽ không có được sang đó, nó không phải là kim loại hay là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà bù lại á, là cái độ bền nó rất là kinh khủng. Đây Casio. Không biết trong đây có thay viên đồng hồ không ta. Rồi xui luôn. Ở đây chỉ bán thôi chứ không thay pin. Họ chỉ mà các bạn nhân viên chỉ mình qua bên Lý Thế Tổ á, mà bạn nó nói là bên đó chỉ làm về hành chánh thôi, từ thứ hai đến thứ sáu, cho nên là thôi bây giờ chắc đi về, ngày mai đi làm xong rồi mình ghé qua mình thay. Ồ mà cũng không được, nếu mà đi làm thì mình cũng làm giờ hành chánh. Cái con G-Shock này nè, nó không có thay pin được ở ngoài đâu các bạn, ai mà đang xài G-Shock á thì có thay pin thì không có thể nào ra ngoài thay được. Mấy cái chú mà ngồi ấy nè, ngồi ngoài đường này kia nè, tại vì nó có một cái ron cao su đó, nó là chính là yếu tố để giúp cho cái G-Shock này nó chống nước. Rồi nếu như mà bạn nào mà thay ở những cái chỗ không đúng của nó đó, là nó sẽ bị cái hiện tượng là hấp hơi. Ví dụ như trời mà lạnh á, trên lệch nhiệt độ á, là trên cái mặt kính của nó sẽ bị động cái hơi sương á, khó chịu lắm á nha. Cho nên là phải chịu khó đi kiếm đúng hãng Casio, đúng đại lý ủy quyền luôn, thì họ làm họ mới có đủ đồ họ làm. Chứ con gậy sóc này nổi tiếng là chống nước, mà bị mất đi cái tính năng chống nước thì vô dụng. Thôi đi về lại để khéo lại mưa, thấy trời ghê quá. Giờ về ngủ một cái trời ơi là tuyệt vời mặt trời luôn. Ừ, để bữa nào mình nói mình đi làm cái yên lại mà quên cái yên xe của mình nè, khó chịu quá. Cái này là yên này là cũng đã làm rồi chứ không phải là yên zin nha. Yên này hồi đó mình mua xe xong á, cái là mình đi đâu ta, à mình chạy từ quận 7 qua Tân Bình, trời ơi nó cứng, yên zin chiếc Winner ớ cứng mà cố. Cái mình làm ở bên chỗ đi xe Hoàng Thiện, đi xe Hoàn Thiện quận 8 á, hồi đó cái cơ sở của ảnh, cái chỗ làm của ảnh là còn ở bên đường Phạm Thế Hiển kìa. Rồi chạy nay cũng 2 năm hơn rồi, giờ bắt đầu cái nệm nó bị mềm, cái nệm yên á nó bị mềm ra rồi, giờ ngồi nó cứ tuột. Ê mong quá, bữa Tết đi Đà Lạt là thấy khó chịu rồi, tính để vài bữa nó rảnh đi thay, mà cứ nói vài bữa hoài quên hoài. Có bạn chỉ mình là đi qua thay cái gọi gì vậy ta, cái nệm kim đan á đó,
nó sẽ đã hơn. Để bữa nào đi thay thử cái niệm loại niệm kim đen coi. Cái này đi đường xa chua quá. Trời, bồ câu bay kìa, đẹp quá. Hồi nhỏ mình cũng khoái hầu tu bồ câu này lắm, kiểu thấy nó đậu vậy đó, cái chà lại hù lên cái đó, cho tụi nó bay lên trời, lát tụi nó cũng đậu xuống tới mình. Chứ gì đây, bot che bọt trơn gì đó, ai biết bot che, mình không có giỏi tiếng Anh lắm. Và đẹp quá, nó nhìn bốn con heo thấy ham, con nào con nấy bự tổ bố. Mình có đăng group WinX á, mình hỏi mấy cái dàn chân của chiếc WinX rồi này kia đó, về con heo này kia nè, chưa có hoàn thiện mà cũng sắp rồi. Rồi có mấy bạn hỏi, có mấy bạn nói làm xong nhớ quay clip lại nha. Cũng có gặp mấy bạn viewer đấy. Rồi mình cũng đang hoàn thiện, rồi cũng đang bắt xương đó, cho nên là để khi làm xong á mình vừa làm vừa quay lại luôn, chia sẻ kinh nghiệm. Nói chung mình thấy chơi xe thì lên đồ thấy quải nhất là cái dàn chân nha, từ tay côn tay thắng rồi con heo cái dĩa, khá là gian nan vất vả. Thôi gần tới nhà mình rồi, cái video này chắc cũng đã dài rồi ha. Thôi thì chắc mình cũng kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh YouTube của mình. Nếu như bạn nào mà lần đầu đến với kênh của mình á mà chưa nhấn đăng ký á, nhớ cho mình một cái động viên tinh thần bằng cách nhấn vào nút đăng ký ở dưới ha. Và tiện tay thì bấm luôn cái chuông ở bên cạnh, để khi mà mình có những cái video mới á, thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn bấm vào xem ha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.